Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio Số điện thoại của bên em là 0988 646 à, Thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng Và bên em để chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke à, Với rất nhiều những cái model hàng khác nhau à, Thì thưa các bác là hôm nay đó là một cái video mà test hàng trước khi mà gửi đi cho khách hàng à, Thì đây là cái đơn hàng gửi cho anh Nguyễn Văn Thái ở bên à, 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 Lào Cai à, à, Lào Cai thì bác đã đặt lấy ở bên em là một con đẩy 4 kênh hàng chính hãng đến từ thương hiệu là BVK các bác nhé, đây là hàng nguyên đai nguyên kiện này, mã của nó là con con đẩy 4 kênh, mã của nó là con K4, hàng chính hãng từ đến từ thương hiệu BVK. ở đây thì em sẽ đưa cái sản phẩm chính ra và em sẽ test hàng cũng như giới thiệu cho các bác. À, thì thưa các bác là bên em là bên nhắc lại các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng trong đó có hãng à, à, BVK. À, các bác thấy kho hàng ở ngoài này bên em thì còn có rất nhiều những cái model hàng khác và bên trong này thì đây các bác thấy là những cái dòng cục đẩy hai kênh, ba kênh, 4 kênh có rất nhiều những cái model hàng khác nhau và ở đây là các bác thấy là những cái dòng vang cơ vang số mic không dây thiết bị quản lý nguồn này ở phía đằng xa kia là cũng như là cái hệ thống mà đầu màn chọn bài này và những cái dòng vang cơ vang số rất nhiều những cái model khác nhau và phía đằng xa kia là những là những cái dòng mà loa full loa sub và đây là những cái dòng cục đẩy thì với cái dòng đẩy nhắc lại với các bác là dòng đẩy 4 kênh mã là bbk k4 thì bán rất là chạy hàng với các con này nếu mà các bác sử dụng gia đình thì cực kỳ hợp lý các bác nhé cực kỳ hợp lý rất nhiều bác đã sử dụng những cái con đẩy hai kênh đẩy hai kênh hoặc là đẩy ba kênh thì lúc đó các bác sẽ lưng tầm lên là các bác sử dụng đặc biệt là đối với những cái bác mà sử dụng đang đẩy hai kênh ấy, thì các bác sẽ lưng tầm lên các bác sẽ uh, nghĩ uh, về xa sau sau này thì chúng ta không phải nâng cấp nữa thì chúng ta hãy nghĩ lên là chúng ta sẽ sử dụng một con đẩy 4 kênh và với mã K4 là một cái mã mà với cái công suất là 400W một kênh nhân với cả 4 kênh là một cái mã mà sử dụng ở gia đình thì cực kỳ là hợp lý ở đây thì cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra đây và cái mã nó là con K4 và đến từ thương hiệu là BVK kép con này đặt lên cân thì nó rơi vào tầm khoảng 23 kg các bác nhé ở đây thì em cũng đọc thông qua một số những cái thông tin của sản phẩm ở trên cái quyển sách hướng dẫn sử dụng ở bên trong này thì với cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này thì nó sẽ sử dụng chung cho các mã là mã K K4, K6, K8 với cái mã này thì cách sử dụng nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về phần công suất thôi. Còn cái kiểu dáng cũng như là cái kích thước thì nó giống như xì nhau, nó chỉ khác nhau về phần cấu kết linh kiện ở bên trong cũng như là cái à, cân nặng thôi. À, các bác lưu ý là đối với cái dòng BvK ở trên thị trường thì bị làm nhái, làm giả rất là nhiều thì khi mà các bác mua thì các bác lưu ý nó như vậy. Và khi mà mua bên em thì các bác hoàn toàn được phép tháo ần ốc máy Đã kiểm tra đúng cái hàng chính hãng, đúng chuẩn theo video quảng cáo. Các bác nghe tiếng hay à, ok thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền với bên vận à, à, chuyển. À, thì thưa các bác là trong cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này thì nó có rất nhiều những thông tin ở đây thì em sẽ đọc cho các bác cái thông tin về phần công suất ở à, đây chúng ta đang sử dụng con K4 thì nếu trong trường hợp mà các bác sử dụng là chế độ sít đây ạ chế độ sít và cái loa của các bác là trở kháng là 8 ôm thì chúng ta sẽ có bốn kênh công suất nhân với mỗi kênh là 400 w còn trong trường hợp mà các bác vẫn để chế độ sít nhưng mà cái loa của các bác trở kháng nó là 4 ôm hoặc là các bác có thể là lắp À, song song nhiều loa và trở kháng tụt xuống còn uh, 4 ôm thì chúng ta sẽ có 4 kênh công suất, mỗi kênh nhân với cả 600 W. Còn trong trường hợp mà các bác chuyển sang chế độ đánh gộp, chuyển từ con đẩy 4 kênh trở thành con đẩy 2 kênh thì lúc đó chúng ta sẽ có 2 kênh công suất mỗi kênh là 1200 W rất là khủng luôn các bác nhé còn uh, trong trường hợp mà các bác muốn chuyển từ con đẩy 4 kênh này con đẩy cả đẩy 3 kênh thì chúng ta sẽ có một kênh công suất là 1200 W. Còn hai kênh công suất còn lại nếu mà trong trường hợp mà các bác để trở kháng là 8 ôm thì chúng ta sẽ có hai kênh hai kênh công suất là 400 ôm thì có nghĩa là kênh ba nếu mà trong trường hợp ba kênh nếu mà trở kháng là 8 ôm thì chúng ta sẽ có hai kênh công suất là 400W và một kênh công suất là 1200W. Đấy thì với con này thì các bác sử dụng nó rất là đa năng và cân nặng của con này thì theo nhà thiết kế thì là 23 kg các bác nhé Đấy là một số những cái thông tin về giải tần và um, công suất của con này. À, thì với con này ở đây trong cái bài test này thì em sẽ lắp vào một cái con vang số chỉnh cơ à, đến từ thương hiệu là DB Acoustic. Cái con này nó là vang số nhưng mà các bác không cần máy tính mà các bác sẽ là chỉnh bằng 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 tay trực tiếp ở trên sản phẩm thôi, không cần máy tính, cực kỳ dễ sử dụng cái con này. Ở đây thì à, à, con đẩy lại con đẩy bốn kênh và trong trường hợp này thì kênh số 1 và kênh số 2 mỗi kênh này em sẽ lắp vào à, một đôi, có nghĩa là hai chiếc full đơn bass 30. À, có nghĩa là kênh một và kênh hai có nghĩa là, là sẽ nuôi 4 chiếc các bác tổng là bốn chiếc full đơn bát uh, 30 còn uh, số kênh số 3 và kênh số 4 thì mỗi kênh này em sẽ lắp vào một chiếc súp hơi uh, súp đơn các bác nhá, súp hơi đơn bát 50 mươi uh, thì với cái con này thì các bác sử dụng rất là đa năng và đặc biệt là các bác sử dụng ở gia đình thì rất là hợp lý uh, các bác lưu ý hộ em là nhiều bác là cái quan niệm là cục đẩy công suất nó càng khỏe thì tiếng nó càng hay nhưng mà không phải các bác nhé uh, cục đẩy công suất uh, cái công suất của cục đẩy công suất thì nó phải lớn hơn công suất của loa thì lúc đó nghe tiếng âm thanh nó mới hay nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà các bác chọn cục đẩy công suất cái công suất của cục đẩy công suất nó lớn quá nó vượt quá rất nhiều lần so với công suất của loa thì lúc đấy âm thanh của chúng ta nó cũng sẽ bị phá tiếng và tiếng loa nó không còn mềm nó không còn mượt mà nữa đấy các bác lưu ý như vậy có nghĩa là công suất của cục đẩy thì khi mà chúng ta lựa chọn thì công suất nó phải lớn hơn công suất của loa nhưng mà lớn hơn ở cái ngưỡng ngưỡng hợp lý còn nếu mà các bác lớn hơn nhiều quá thì lúc đó thì nghe chúng ta nghe tiếng loa nó sẽ bị phá tiếng nó phá tiếng nó không còn tiếng nó không còn mềm ở tiếng tiếng âm thanh nó không còn mềm nữa đấy và cái con này thì nếu mà con K4 này các bác sử dụng ở gia đình rất là hợp lý vì thường ở gia đình thì thường, thường là chúng ta sử dụng là một đôi phun đơn bát 30 đến hai đôi phun đơn bát 30 và chúng ta sẽ sửa sử dụng súc hơi uh, Súc hơi bát 40 đấy thì với cái công suất con này thì rất là hợp lý cho chúng ta một cái hiệu quả âm thanh nó mượt mà nhất nó mềm nhất nghe nó hay nhất đấy các bác nhé và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh lên ở đây thì uh, em sẽ đưa cái con vang lên này này ở đây thì em giới thiệu qua cái lắp đặt thì con vang này thì nó sẽ có hai cái đường loa trái loa phải đây đây là hai cái đường tín hiệu loa trái loa phải thì nó sẽ đưa vào số kênh số 1 và kênh số 2 còn đây là cái đường tín hiệu mà cắt súp thì súp thì nó sẽ đưa sang kênh 3 và từ kênh 3 nó sẽ lai like sang kênh 4 vì kênh 3 kênh 4 nó ăn chung cái đường tín hiệu súp đó và kênh 1 kênh 2 thì đó là đường xin Uh, nói, 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 sơ qua và phần phía sau và khi mà các bác lắp uh, âm thanh ấy, thì đầu tiên đó là các bác sẽ tăng cái chiết áp của uh, chúng ta sẽ nh cấp nhạc vào con vang đây các bác sẽ nhìn thấy cái nhạc đó đã có nhạc rồi sau đó thì cục đẩy công suất thì các bác lưu ý là các bác phải trước khi bật lên thì các bác phải vặn nhỏ hết cỡ sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra từng kênh một ví dụ kênh một kênh một các bác vặn lên mà thấy âm thanh nghe nó thoát tiếng nó không có có vấn đề gì nghi ngờ gì có nghĩa là cái đường âm thanh của kênh số 1 đã ok à, loa của chúng ta đã ok đường dây tín hiệu ok và cục đẩy công suất cái vế khuếch đại đã ok tiếp đến cũng như kênh một chúng ta vặn kênh hai Đấy, có nghĩa là kênh hai các bác vặn lên tiếng nó thoát ok kênh ba và kênh 4 cũng vậy có vặn lên và kênh ba kênh 4 hiện giờ em lắp súp thì chỉ có tiếng bù bù một chút thôi và nghe mà thu bằng điện thoại thì nó hơi khó một chút sau đó thì các bác sẽ vặn tất cả các kênh lên và thưa các bác là hiện giờ thì con đẩy là con đẩy 4 kênh và chúng ta hiện giờ là chúng ta lắp hai loại loa Thứ nhất là loa full là kênh 1, kênh 2 là loa full và kênh 3, kênh 4 là loa thứ hai là loa sub. Thì ở cái chiếc áp này chúng ta sẽ khống chế cái đường âm lượng để sao mà giữa cái loa sub và loa full để nó phối hợp với nhau để đưa ra một cái hiệu quả âm thanh nó là tốt nhất. Còn trong trường hợp mà các bác sử dụng nhiều loa, ví dụ như là các bác có thể là lắp bốn góc nhà và bốn loại loa khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng bốn cái chiếc áp để chúng ta cân chỉnh để sao mà cái âm thanh ở bốn phía bốn góc nó đưa đến tai chúng ta là đều tiếng nhất và hiệu quả âm thanh nó là hay nhất các bác nhé đây em sẽ đưa cái phần âm thanh lên và trong cái bài test này thì các bác sẽ nghe cái phần chất âm của con K4 này em lưu ý các bác lo K4 này là sử dụng cái mạch class uh, mạch khuếch đại là mạch class AB thì với mạch class AB thì uh, nó rất hay ở cái chỗ là nó không bị kén loa các bác lắp vào loa nào thì tiếng nó rất là hay và rất là sáng tiếng và với cái mạch của BVK thì uh, chạy nó rất là bền bỉ và cứ đưa ra công suất âm thanh nó rất là ổn định và tiếng nó rất là chắc rất là khỏe luôn bây giờ các bác sẽ nghe cái phần âm thanh tiếng bát rất là sâu và sở khỏe và chắc và tiếng chung và tiếng chép thì nghe rất là sáng tiếng và đặc biệt cái tiếng tĩ tách tiếng kẽo kẹt ở phần loa chép thì nghe rất là phê tài Đấy, thưa các bác là các bác nghe rất là hay tiếng loa tiếng tép và tiếng trung nghe rất là phê luôn và tiếng bát nghe tiếng nó rất là dày và tiếng cắt bát rất là sâu và rất là mềm và rất là lực à, thì thưa các bác em nhấn mạnh với các bác là khi mà các bác sử dụng ở gia đình đó, thì với cái con k 4 này đấy k 4 thứ nhất là là con đẩy 4 kênh và thứ hai nữa là công suất của nó rất là hợp lý mà khi mà chúng ta sử dụng gia đình đấy chúng ta có thể là lắp nhiều loa và chúng ta cũng có thể là lắp sen kẽ giữa loa full và loa súp à, giữa loa bát 25 và loa 30 cực kỳ hợp lý đó và với cái công suất con này các bác nhé nếu mà với công suất con này nếu mà một kênh của nó là chế độ sita các bác nó làm 400 w một kênh thì các bác có thể nuôi cho em một chiếc phun đơn bát 40 hoặc là một đôi phun đơn bát 30 đấy hoặc là một đôi phun một đôi bát 25 đấy là trong những cái trường hợp thế là đánh tiếng loa là căng và đảm bảo cho bác về phần công suất dư công suất để kéo những cái loa như vậy Đấy. Còn trong trường hợp mà các bác lắp nhiều loa thì mỗi kênh công suất là chúng ta sẽ cắp một cái vế loa Hoặc là các bác có thể là sen kẽ nhiều loa giữa loa uh, full với cả loa súp loa siêu trầm đó Đấy thì cái con này rất đa năng trong cái cách sử dụng Và khi mà các bác sử dụng gia đình mà với cái con K4 này nó cực kỳ hợp lý cho cái công suất của các bác Đưa cho chúng ta một cái hiệu quả âm thanh nó là tốt nhất Rất là hay các bác nhé cũng nói thêm là một số những cái gia đình khi mà đang sử dụng những cái bát 30 hoặc là đặc biệt là những cái bát 25 nhưng mà các bác lại mua những cái con đẩy là con đẩy K8 thay vì là con K4 này thì các bác mua con K8 thì thưa các bác là con K8 với son K4 thì công suất của nó gấp đôi thì nhiều bác quan niệm là công suất cục đẩy công suất nó càng khỏe thì tiếng nó càng hay nhưng mà không phải các bác nhé nếu mà đưa cao hiệu quả âm thanh nếu mà trong trường hợp mà các bác lắp loa full bát 30 thì lúc đó các bác sử dụng con K4 nó sẽ âm thanh nó sẽ hay hơn con K8 Mặc dù con K8 công suất nó khỏe hơn nhưng mà chúng ta sẽ có cái hiệu quả âm thanh của K4 nó sẽ hay hơn. Đấy, nó đưa ra một cái công suất nó vừa phải với cả loa thì chúng ta nghe cái tiếng loa nó sẽ mềm nhất, nó sẽ ngọt ngào nhất các bác nhé Chứ không phải là công suất nó càng khỏe là càng hay đâu các bác ạ. Công suất nó khỏe quá so với loa thì lúc đấy nó sẽ cái tiếng loa của chúng ta nó sẽ bị phá tiếng, nó không còn hay, nó không còn mềm nữa. Đấy lưu ý như vậy. đây thì các bác thấy là cái đây có bốn cột đèn nháy và các bác sẽ nhìn thấy cột súp nó nháy nhiều hơn vì cột súp nó đưa ra công suất của đánh súp nó khỏe hơn đây, đây, ví dụ em sẽ giảm xuống để cho hai cái hai cái đường tiếng các bác phải nghe bằng tay nhé đường tiếng nó hài hòa giữa loa súp và loa full Ok thưa các bác là với cái sản phẩm này thì em quảng cáo rất là nhiều và các bác xem kênh của em thì đấy liên tục là xuất hàng với cái mã K4 này liên tục xuất hàng Và đây là một cái video mà test hàng gửi cho các bác khách ở bên Lào Cai các bác nhé Anh Nguyễn Văn Thái, đây thì giờ sản phẩm đã được test xong và em xin phép mà ngừng cái video tại đây Và các bác quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 Và giá thành hôm nay em xuất cho các bác khách này là con này đang là 6 triệu 800 nghìn các bác nhé, 6 triệu 800 nghìn và con này đã bao ship về tận nhà cho các bác và kèm đầy đủ dây rác rất nhiều dây rác kèm theo cho các bác và khẳng định với các bác nó là một trăm nó là hàng chính hãng tại sao em lại cứ phải nhấn mạnh ở cái vấn đề là hàng chính hãng vì các con K4 là trên thị trường rất nhiều hàng nhái thành ra là khi mà các bác mua thì các bác phải quan tâm đầu tiên đó là phải hàng chính hãng sau đó đến với giá thành đó À, lưu ý như vậy hàng K4 này trên thị trường rất nhiều hàng nhái và mua ở bên em thì các bác được phép là tháo hoàn ốc máy ra kiểm tra đúng hàng chính hãng đúng theo video quảng cáo thì mà các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền và bên em thì đã có rất nhiều những cái video là tháo hoàn ốc máy ra để hướng dẫn các bác là phân biệt giữa hàng thật và hàng nhái và với cái mã K4 này cũng như là cái thương hiệu BvK để mà phân biệt giữa hàng thật và hàng nhái là chỉ có cách duy nhất là các bác phải tháo hoàn ốc máy ra kiểm tra cái cấu trúc cấu kết linh kiện ở bên trong chứ còn nhìn cái form vỏ bên ngoài thì giữa hàng thật và hàng nhái nó sẽ giống y xí nhau các bác lưu ý như vậy và nhắc lại là các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 và bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng có rất nhiều những thiết bị để phục vụ các bác. À, xin chào các bác, à, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và trong các có cơ trình mà theo dõi video thì các bác sẽ nhớ hôm em một việc là dưới mỗi đoạn video thì đều có những nút đăng ký màu đỏ. Các bác sẽ nhớ ấn một nút đăng ký để đăng ký kênh và các bác sẽ ấn vào phần chia sẻ để chia sẻ video. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác. Mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như chia sẻ thì phần nào các bác đã ủng hộ kênh của em, các bác đã giúp đỡ em thì em rất là cảm ơn các bác và em xin chào các bác ạ.